máy bay thương mại Mỹ bị tấn công ở Haiti. Washington ra lệnh nóng. Hai tàu chiến Mỹ đánh chặn loạt tên lửa UAV của Houthi. Mỹ, Israel tấn công các mục tiêu của các nhóm ủng hộ Iran ở Syria. Hezbollah tuyên bố phóng tên lửa UAV vào loạt căn cứ Israel. Mỹ sẵn sàng dùng biện pháp quân sự trực tiếp lên Iran tất cả sẽ có ngay sau đây. Máy bay thương mại Mỹ bị tấn công ở Haiti, Washington ra lệnh nóng. Quý vị thân mến, hai chiếc máy bay thương mại của Mỹ bị tấn công ở Haiti vào ngày 11 tháng 11 khiến cơ quan hàng không liên bang Mỹ FAA phải ban hành lệnh cấm khẩn cấp. Kênh CNBC đưa tin trong thông báo của FAA nêu rõ lệnh cấm áp dụng cho tất cả các hãng hàng không dân sự Mỹ hoạt động trên lãnh thổ và không phận của Haiti dưới độ cao 3.048m trong 30 ngày. Cùng ngày, theo ông Stephen Duzaric, người phát ngôn của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres, tất cả các chuyến bay của Liên Hợp Quốc đến Haiti cũng đã bị đình chỉ. Động thái trên diễn ra sau hôm 11 tháng 11, máy bay của hãng hàng không giá rẻ Mỹ Spirit Airlines bị trúng đạn khi đang hạ cánh xuống sân bay quốc tế ở thủ đô Port-au-Prince của Haiti. Chiếc máy bay trên khởi hành từ Fort Lauderdale, bang Florida, Mỹ đã phải chuyển hướng và hạ cánh an toàn xuống sân bay Santiago, Cộng hòa Dominicana. Theo hãng hàng không Spirit Airlines, một tiếp viên hàng không bị thương nhẹ trong khi các hành khách đều an toàn. Cùng ngày, máy bay của hãng hàng không Mỹ JetBlue Airways trở về từ Port Orange được phát hiện có dấu hiệu bị đạn bắn sau khi hạ cánh xuống New York. Những tháng gần đây, tình hình an ninh ở Haiti đang ngày càng xấu đi. Vào tháng 10, các thành viên băng nhóm đã nổ súng vào một trực thăng của Liên Hợp Quốc, khiến một số hãng hàng không phải tạm thời hủy chuyến bay đến quốc gia Caribbean này. Việc tất cả các chuyến bay của Liên Hợp Quốc bị đình chỉ đã hạn chế hoạt động đi lại của nhân viên, cũng như công tác hỗ trợ nhân đạo. Theo đó, việc chuyển giao 20 xe tải thực phẩm và vật tư y tế đến miền Nam Haiti cũng bị hoãn lại. Theo Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên Hợp Quốc, các nhóm vũ trang tại Haiti đang hoành hành trên đường phố ở thủ đô Port-au-Prince với ít nhất 20 vụ đụng độ vũ trang nhiều chốt chặn được dựng lên khắp thành phố hạn chế việc di chuyển. Sân bay quốc tế Tostan Lowenthal ở Port-au-Prince đã đóng cửa cho đến ngày 18 tháng 11. Cảng biển vẫn mở nhưng hiện không thể tiếp cận cảng bằng đường bộ. Văn phòng trên cảnh báo tình trạng bạo lực leo thang tại Haiti đang làm xấu đi tình hình nhân đạo vốn đã tồi tệ tại đây. Thống kê cho thấy từ ngày 17 tháng 10, hơn 4.200 người đã phải rời bỏ nhà cửa, nhiều người đang lánh nạn tại các trường học, nhà thờ và trung tâm y tế. Hai tàu chiến Mỹ đánh chặn loạt tên lửa UAV của Houthi. Lầu Năm Góc tuyên bố hai chiến hạm Mỹ đã chặn đòn tập kích bằng ít nhất 16 tên lửa UAV tự sát của Houthi ở cửa ngõ Biển Đỏ. Yahya Sari, phát ngôn viên nhóm vũ trang Houthi tại Yemen, tuyên bố lực lượng này đã thực hiện hai chiến dịch tấn công bằng tên lửa và UAV nhằm vào lực lượng Mỹ ở khu vực, gồm tàu sân bay USS Abraham Lincoln ở biển Ả Rập và hai khu trục hạm tại Biển Đỏ trong ngày 12 tháng 11. Ông Sari nói, Hai chiến dịch kéo dài tổng cộng 8 giờ và đã hoàn thành mục tiêu. Người phát ngôn lầu năm góc, Ryder, sau đó thông báo hai tàu khu trục Mỹ ở eo biển Bab el Mandeb đã bị tấn công bởi ít nhất tám máy bay không người lái UAV tự sát, năm tên lửa đạn đạo và ba tên lửa hành trình diệt hạm do lực lượng Houthi phóng từ Yemen. Ông Ryder tuyên bố các chiến hạm Mỹ đã chặn thành công đoàn tập kích, không bị hư hại và không có thương vong. Quan chức Lầu Năm Góc cũng bác bỏ tuyên bố của Houthi về đòn tấn công tàu sân bay USS Abraham Lincoln, song từ chối tiết lộ vị trí của chiến hạm. Lực lượng Mỹ cuối tuần trước cũng thực hiện nhiều cuộc không kích vào các kho vũ khí của Houthi trên lãnh thổ Yemen. Ông Redder nói, những cơ sở này chứa nhiều loại vũ khí hiện đại được Houthi sử dụng để nhắm vào chiến hạm Mỹ và liên quân, cũng như tàu dân sự di chuyển trên vùng biển quốc tế. Houthi bắt đầu tập kích tàu thuyền đi qua biển đỏ và vịnh Aden từ tháng 11 năm 2023, tuyên bố đây là hành động thể hiện đoàn kết với người dân Palestine tại Gaza, nơi Israel đang triển khai chiến dịch chống Hamas. Houthi đã bắt một tàu hàng, đánh chìm hai chiếc và làm hư hại hàng chục phương tiện ở khu vực này. Những cuộc tấn công của Houthi đã làm gián đoạn hoạt động vận tải toàn cầu, buộc các chủ tàu phải điều chỉnh lại hành trình vòng qua Nam Phi xa hơn, gây tốn kém hơn. Mỹ cùng các đồng minh và Liên minh Châu Âu. EU đã lập các nhóm tác chiến riêng biệt để đối phó những vụ tập kích tàu hàng của Houthi. Washington và London cũng nhiều lần tấn công các mục tiêu của Houthi để trả đũa hoặc ngăn hoạt động tập kích tàu hàng. Tuy nhiên, giới chuyên gia quân sự đã đặt dấu hỏi về tính hiệu quả và khả năng duy trì chiến dịch của Mỹ, Anh khi chưa có dấu hiệu cho thấy Houthi sẽ ngừng tấn công tàu hàng qua Biển Đỏ. Mỹ, Israel tấn công các mục tiêu của các nhóm ủng hộ Iran ở Syria. Quân đội Mỹ và Israel mới đây đã tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào nhiều mục tiêu có liên quan đến các lực lượng do Iran hậu thuẫn ở Syria. Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ CENTCOM ngày 12 tháng 11 thông báo đã tấn công nhiều mục tiêu ở hai khu vực của Syria có liên quan đến các lực lượng do Iran hậu thuẫn. Sancom tại Trung Đông cho biết, chín mục tiêu ở hai khu vực của Syria có liên quan đến các lực lượng do Iran hậu thuẫn đã bị lực lượng của chúng tôi nhắm đến. Hoạt động quân sự này nhằm đáp trả các cuộc tấn công gần đây vào quân đội Mỹ trong 24 giờ qua. Các quan chức của Sancom lưu ý, hoạt động quân sự này cũng nhằm mục đích làm giảm khả năng của các nhóm do Iran hậu thuẫn trong việc lập kế hoạch và thực hiện các cuộc tấn công chống lại các lực lượng Mỹ và các đồng minh, liên minh của họ ở Syria và Iraq như một phần của nhiệm vụ chống khủng bố chiều huy cấp cao của Mỹ trong khu vực, tướng Mitchell Kulila nhấn mạnh rằng bất kỳ cuộc tấn công nào vào quân đội Mỹ sẽ phải đối mặt với phản ứng cứng rắn. Israel cùng ngày cho biết lực lượng không quân của họ đã dội bom trúng một đoàn xe của các đội hình vũ trang liên kết với quân đoàn vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran. IRGC ở khu vực đường cao tốc quốc tế Hom Damascus, miền trung Syria. Nhiều người đã thiệt mạng và nhiều người khác bị thương trong cuộc không kích, theo nguồn tin của quân đội Israel. Các nguồn tin địa phương tại Syria đưa tin rằng máy bay không người lái của Israel đã tấn công một đoàn xe gồm 3 xe tải chở vũ khí đang di chuyển ở khu vực Samsin thuộc tỉnh Homs, khiến ít nhất hai người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương. Theo NZIV, đoàn xe bị tấn công thuộc về lực lượng dân quân Iraq được IRGC hậu thuẫn và đã vượt biên giới giữa Iraq và Syria qua cửa khẩu Anwam một ngày trước khi xảy ra vụ tấn công. Những chiếc xe tải này được cho là chở hàng viện trợ nhân đạo cho những người tị nạn bị ảnh hưởng bởi các cuộc xung đột vũ trang ở Lebanon. Tuy nhiên, các nguồn tin quân sự và đối lập Syria khẳng định rằng đoàn xe đang vận chuyển vũ khí và thiết bị cho các lực lượng ủng hộ Iran. Hezbollah tuyên bố phóng tên lửa UAV vào loạt căn cứ Israel. Hezbollah thông báo phóng loạt tên lửa nhằm vào căn cứ không quân Israel ở phía nam Tel Aviv và dùng UAV tập kích cơ sở quân sự gần Nahariya. Lực lượng phòng vệ Israel IDF cho biết đã đánh chặn thành công ba tên lửa phóng từ Lebanon nhằm vào miền trung nước này hôm ngày 12 tháng 11. Một máy bay không người lái UAV cũng bị bắn hạ gần thành phố Nahariya, miền bắc nước này, trong khi chiếc thứ hai lao xuống khu vực trống trải không có thương vong trong các sự việc. Nhóm vũ trang Hezbollah ở Lebanon cùng ngày tuyên bố đã phóng loạt tên lửa chất lượng nhằm vào căn cứ không quân ở phía nam Tel Aviv, đồng thời sử dụng UAV tự sát tấn công căn cứ quân sự ở Nahariya. Israel sau đó tiếp tục hứng đợt tập kích với 10 quả rocket, một số bị phòng không bắn hạ, số khác lao vào các khu dân cư ở miền bắc đất nước hoặc khu vực trống trải. Hai người tại thành phố Nahariya thiệt mạng khi một quả đạn lao vào tòa nhà họ làm việc một uav cũng lao trúng trường mẫu giáo ở khu ngoại ô neser của thành phố haifa không có thương vong trong sự việc Loạt vụ tập kích diễn ra trong lúc giao tranh giữa Israel và Hezbollah ở miền nam Lebanon vẫn tiếp diễn. IDF ngày 12 tháng 11 thông báo không kích hoạt mục tiêu Hezbollah ở phía nam thủ đô Beirut của Lebanon, trong đó có sở chỉ huy, xưởng chế tạo vũ khí và các cơ sở khác. Bộ y tế Lebanon ít nhất 33 người đã chết trong các trận không kích này. Giới chức và truyền thông Lebanon cho biết một số địa điểm bị tấn công là nơi trú ngụ của dân thường phải sơ tán vì chiến sự. Hezbollah bắt đầu phóng rocket tên lửa và máy bay không người lái UAV vào lãnh thổ Israel sau khi chiến sự tại giải Gaza bùng phát tháng 10 năm 2023. Nhóm vũ trang Lebanon tuyên bố đây là hành động bày tỏ đoàn kết với đồng minh Hamas và chỉ dừng lại khi có lệnh ngừng bắn ở giải Gaza. Xung đột gần đây leo thang nghiêm trọng sau khi Israel không kích hạ sát hàng loạt quan chức cấp cao của Hezbollah và mở chiến dịch trên bộ nhằm vào miền nam Lebanon. Hezbollah đáp trả bằng cách liên tục nã pháo rocket tên lửa và UAV nhằm vào miền Bắc Israel và giao tranh với bộ binh nước này gần biên giới. Mỹ sẵn sàng dùng biện pháp quân sự trực tiếp lên Iran Đối đầu giữa Mỹ và Iran theo dự báo sẽ trở nên cực kỳ đặc biệt căng thẳng khi ông Donald Trump quay lại Tòa Bạch Ốc ông donald trump vốn nổi tiếng là người có chính sách cứng rắn đối với iran bởi vậy khi quay lại cương vị tổng thống mỹ giới phân tích cho rằng nhiều khả năng washington sẽ dùng tới biện pháp quân sự nếu căng thẳng không hạ nhiệt các chuyên gia quốc tế cho rằng cách tiếp cận của ông donald trump với iran trong nhiệm kỳ thứ hai chắc chắn sẽ bao gồm những biện pháp răn đe cứng rắn thậm chí mức độ hơn hẳn so với nhiệm kỳ đầu tiên không loại trừ sẽ có một cuộc tấn công trực tiếp do Mỹ phối hợp cùng Israel thực hiện nhằm vào các mục tiêu chiến lược của Iran. Nhưng Washington sẽ tránh để cho chiến tranh tổng lực xảy ra, hãng tin CNBC cho biết. Cần nhắc lại việc ông Trump trong nhiệm kỳ đầu tiên đã chỉ trích và quyết định hủy bỏ thỏa thuận của nhóm P5-1 về chương trình hạt nhân Iran với cáo buộc không hạn chế về việc phát triển tên lửa, đạn đạo cùng với hoạt động làm giàu uranium của Iran. Bất chấp việc sau đó Tổng thống Mỹ đã ám chỉ rằng bản thân sẵn sàng tiến hành các cuộc đàm phán bổ sung nhưng chỉ khi ông Trump cảm thấy có thể đạt được một thỏa thuận với điều khoản hợp lý hơn. Chính ông Trump là người đã ra lệnh ám sát tư lệnh vệ binh cách mạng Hồi giáo IRGC, tướng Washem Soleimani, bằng một quả tên lửa Hellfire phóng từ máy bay không người lái MQ-9 Predator tạo ra tình huống căng thẳng nghiêm trọng giữa Mỹ và Iran theo các chuyên gia về tình hình khu vực trong nhiệm kỳ thứ hai của ông trump mỹ có thể tiếp tục chính sách răn đe quân sự bao gồm những sự việc tương tự hoặc tấn công mạng nếu iran thực hiện hành động bị washington cho là khiêu khích mặc dù vậy có ý kiến cho rằng bất chấp quan điểm cùng với giọng điệu cứng rắn về cơ bản thì ông trump vẫn sẽ cố gắng tránh để chiến tranh nổ ra nhưng không phủ nhận khả năng sẵn sàng sử dụng vũ lực khi cảm thấy điều này là cần thiết vấn đề nữa là để chống lại các lực lượng ủy nhiệm của iran ông trump dự báo sẽ hạn chế ảnh hưởng của tehran lên những đồng minh như nhóm vũ trang hezbollah ở lebanon hoặc houthi ở yemen washington sẽ áp dụng nhiều biện pháp khác nhau từ cứng rắn đến mềm mỏng bên cạnh đó có lẽ ông trump sẽ cố gắng lôi kéo các đồng minh châu âu tham gia vào bàn cờ địa chính trị trung đông để họ ủng hộ đường lối cứng rắn hơn chống lại iran và kiềm chế giao dịch với cộng hòa hồi giáo không chỉ có vậy, Mỹ sẽ tiếp tục nỗ lực thành lập một liên minh chống Iran ở Trung Đông, bao gồm Israel cùng với các quốc gia theo chế độ quân chủ nằm xung quanh Vịnh Ba Tư. Và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc nội dung phần tin tức của chúng tôi tại đây. Mọi ý kiến đóng góp cho chương trình xin quý vị để lại dưới phần bình luận hoặc gửi qua hòm thư htdnews.btv@gmail.com. Một lần nữa đội ngũ htdnews rất mong nhận được sự ủng hộ của quý vị khán thính giả. Xin chào và hẹn gặp lại ở bản tin kế tiếp.